cái bom ấy nó nổ cái xe tăng thì đồng thời mình cũng tan tác luôn, nó phá đường vận chuyển chiến lược của ta. Cuộc đời chiến đấu tôi chưa có trận chiến đấu nào hy sinh cao đến như vậy. Chúng tôi diệt nó được 500 thì chúng tôi thương vong 230. 8 lần B-52 nó đánh ngang đội hình, tôi phải 2 lần thay mũ vì mảnh đạn. Bố mẹ tôi sinh ra tôi xương thịt chỉ còn có 15% thôi, còn 85% đồ của trong liệt sĩ chứ. Anh em hy sinh như mình sống mà đấy, chứ không có những người hy sinh thì làm sao mình sống được ngày nay như thế này. Sư đoàn 320, 14.500 liệt sĩ hy sinh để cho khuất di tiến còn được sống đến ngày hôm nay. Tôi là Khuất Duy Tiến, tên mặt thời kỳ hoạt động bí mật đấy, hoạt động địch với địch Pháp ấy là Duy Tân thôi, Khuất Duy Tân. Mình sinh ra là thời Pháp thuộc mà. Tôi sinh năm 1931, lúc đó là Pháp vẫn còn ở Việt Nam. Thế và triều đại nhà Nguyễn khải định Bảo Đại. Thế thì là đến năm 19 tháng 8 năm 1945 thì chúng ta mới giành độc lập. Lúc đó bắt đầu chuyển sang kháng chiến chống Pháp. Thế thì thằng Pháp nó quay lại thì tôi lại chiến đấu với thằng Pháp vào năm 48. Năm 48 chiến đấu thì hoạt động ở địa phương, bây giờ thanh niên mà. Thì đến mùng 5 tháng Giêng năm 1950 hoạt động ở địa phương để bị địch bắt. Địch nó bắn ra bắt thì nó tra tấn, nó bỏ tù, nó chuyển thành tù chính trị. Nó đưa vào Hỏa Lò Hà Nội này. Thế vào Hỏa Lò Hà Nội thì lại liên lạc được với cơ sở của mình. 19 tháng 5 nó đi tấn công Hà Nam. Thì ở nhà tù chuyển tôi thành tù thường phạm. Thì đi khuân đạn, đi khiêng đạn với thức ăn cho thằng Pháp. Thế đi đến ga Đồng Văn thì cái anh em tù chính trị chúng tôi là tổ chức trốn ra được, 5 anh em trốn ra được, lại trở về địa phương hoạt động. Hôm ý tôi nhớ là rằm tháng 8 năm 1950 thì hoạt động bí mật ở địa phương, thì tôi bí mật tôi về nhà. Tôi gặp gia đình nhà tôi, bà tôi bây giờ còn sống, bố tôi, mẹ tôi, các em. Thì gia đình mừng lắm, rất mừng, bố tôi mừng lắm. Vì tôi là con trưởng, mà nhà trưởng họ mà tôi còn sống thì quý lắm. Nhưng mà trong ông bố tôi, một rất nhanh, chỉ khoảng nửa tiếng sau, ông ấy khuyên tôi. Ông bảo, bây giờ con được sống như thế này à, cả nhà, cả họ nhà mình mừng. Nhưng mà bố có một câu này bố nói với con suy nghĩ nhá. Thế tôi bảo vâng, bố cứ nói. Bố tôi nói là thằng Pháp nó bắt được con, nó đánh đấm như thế, bố tưởng nó là giết con rồi. Nhưng bây giờ con sống mà con lại về hoạt động ở địa phương này thì vô cùng là quý giá, là sung sướng lắm, cả nhà sung sướng đây. Nhưng bố khuyên con một câu, con suy nghĩ. Nếu bây giờ về con hoạt động địa phương, nó bắt được con lần thứ hai thì một, nó giết con thì nhà mình cũng mất. Hai, nó đánh cho con tàn phế thì rất là khổ suốt đời. Đấy. Thứ ba là nếu nó còn khỏe, nó bắt đi ngụy binh. Mà đi ngụy binh thì nhục nhã cả họ, cả quê hương. Thế con suy nghĩ đi. Đấy. Theo bố thì con nên đi vệ quốc đoàn. Bây giờ bộ đội gọi là vệ quốc đoàn. Con đi vệ quốc đoàn. Thế mà chiến đấu giải phóng đất nước mà còn sống thì cả nhà ta, cả họ, cả quê hương vinh dự. Mà nếu có hy sinh cho đất nước thì cũng được tiếng. Thế ông nói như thế, tôi nghĩ là phải. Đấy, thế thì con, tôi nói là thế con xin phép bố, con ra con báo cáo với lãnh đạo, nếu mà lãnh đạo cho phép thì con đi bộ đội, đi về quốc đoàn. Ông bảo con đi đi. Thế thì hôm ý là rằm tháng 8 năm 1950. Thế tôi ra thì tôi về, tôi báo cáo với chi bộ, với lãnh đạo xã. Thì các đồng ý cho đi bộ đội.
Bây giờ trung đoàn Thăng Long, trung đoàn 48, trung đoàn 320 ấy, đang tuyển quân ở Hòa Bình, chỗ Mè Lạt. Thế tôi xin phép các anh cho đi bộ đội. Thì mùng 4 tháng 9 năm 1950 thì tôi gia nhập bộ đội. Tôi vào tuyển bộ đội. Vào tuyển bộ đội thì người ta lấy cao 1 thước 60 đấy, mà nặng 60 cân. Thì tôi chỉ có cao 1 thước 58 mà được 58 cân. Thì buồn quá, đồng chí không được. Tôi buồn quá, tôi ngồi đấy. Tôi ngồi thơ thần. Mình muốn đi bộ đội mà lại không được thì buồn quá. Nhưng mà lại có một đồng chí cũng cao bằng tôi. Đồng chí cũng gần quê ở Phùng Thượng. Tên là đồng chí Cát, Nguyễn Văn Cát. Thế thì mà đồng chí mắt lại hơi ướt lèm nhèm cơ. Mà cao cũng bằng tôi thôi. Mà nó làm sao mà khỏe mạnh như tôi được. Thế thì ông là du kích, ông đeo 2 quả lựu đạn. Thế thì người ta bảo là đồng chí không đủ cân. Vẫn 58 cân mà là thước 58 thì không được. Cậu nó găng lắm, nó rút quả lựu đạn. Nếu tôi không được đi bộ đội, tôi tự tử ngay tại đây. Thế hỏi lý do làm sao? Bảo bố mẹ tôi chết hết. Tôi ở với bác tôi. Suốt ngày tôi đi làm chăn trâu cắt cỏ, nhưng mà bác tôi đánh mắng khổ lắm. Mà tôi hoạt động du kích, tôi hoạt động tích cực lắm. Thì đề nghị cho tôi đi bộ đội. Thế thì bây giờ các anh ấy hội ý với nhau. Thế đồng ý nhận đồng chí. Nhận thì tôi bảo, đấy tôi hai người như thế này mà lại tôi không được nhận, mà đồng chí này nhận thì bảo, thế thì tuyển cả đồng chí. Thế tôi nhớ cái đồng chí đó là, tên là ông Trực. Ông Trực, ông là cán bộ tuyển quân quân lực ở trung đoàn Thăng Long, tức là 48 bây giờ đấy. Ông còn sống mãi, anh em trong này quen nhau. Thế thì bảo, thế tuyển đồng chí, thế là tôi được tuyển bộ đội. Thế đi bộ đội hôm mùng 4 tháng 9 năm 1950. Ta giành được lập pháp nó lại quay lại. Thì lúc ấy có nói thế là cả dân tộc vùng đứng lên. Cho nên thanh niên bây giờ sôi sục lắm. Bọn thanh niên chúng tôi 18, 19, 20 cho đến 3, 40 hăng hái lắm. Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh. Không có sợ đâu. Chiến đấu súng đạn bây giờ có gì đâu. Nhưng mà hăng hái lắm. Chiến đấu ôm bom ba càng để mà lao vào ấy mà. Mà ôm bom ba càng lao vào xe tăng của địch là chết. Cái bom ấy nó nổ cái xe tăng thì đồng thời mình cũng tan xác luôn. Chỉ bằng sẵn sàng hy sinh mà. Những cái đội cảm tử sẵn sàng chiến đấu. Biết rằng chết sẵn sàng, không có sợ hy sinh gì cả. Mà bây giờ ấy, bộ đội bây giờ có như bây giờ đâu. Cả một đại đội. Thì được chừng 20 khẩu súng trường. Mà súng trường các loại chứ không phải là có đủ các súng ở Đức, ở Pháp, ở ấy các thứ vào. Chứ có như bây giờ đâu. Đấy. Thế còn đại đội mà có một khẩu trung liên thì oai vô cùng. Một đại đội 160 số mấy người đấy mà có khẩu trung liên thì oai lắm. Đi đến cái làng nào tập hợp đại đội, ông Trực Tinh Trực Ban, ông Hồ Nghiêm đứng ra đặt khẩu trung liên ở giữa. Ui dồi, thanh niên cả làng quý lắm. Tôi nhớ cái trận đầu tiên tôi chiến đấu đó, là anh Kỳ đó. Tôi nhớ mãi mà thương anh ấy lắm. Trận đầu tiên thì tôi là tổ trưởng 3 người thôi, đi với anh ấy đó. Anh là anh tiểu đội trưởng vào đánh ở chỗ Thái Bình. Anh còn dặn tôi là rút quả lựu đạn, rút như này ném đi. Thế hai anh em rút ném vào trong chiến đấu, đánh giải phóng được cái đồn ấy rồi sang cái đồn khác đó. Thì hai anh em đang phá rào tiến vào, nó bắn phát anh ấy vào bụng này. Đấy. Anh bảo tiến rồi, tao bị thương rồi, máu phun ra này. Tôi úp tay vào cuộn chảy, dí vào này ấy là không ấy. Thế là anh ấy ôm tôi. Thế là trong khi đánh nhau mà phá được đồn. Đấy. Đốt đồn, bây giờ đồn của nó là ấy, đấy đốt như không như là bây giờ đâu. Thế bắt được tù binh đi thì anh ấy đau quá là anh ấy ượn người lên.
không nói được nữa, ông nghiến răng kẹt kẹt, ông hít cổ tôi. Thế tôi hỏi, anh bạn ơi, ông không nói được nữa. Tôi phải hét lên, tôi vừa khóc vừa hét. Anh bạn ơi, tao phá được đồn rồi, bắt được nhiều tù binh ấy. Anh nhìn kìa, ông mở mắt, ông nhìn thấy cái đồn tù binh dài qua. Ông ôm cổ ông vì tôi thật chặt, ông dưỡng này ông chết. Tôi nhớ anh bạn, người rất là đẹp trai, ông ấy người ở thị trạ, gần thị trạ Sơn Tây. Đấy, tôi nhớ mãi, tôi phải viết vào nhật ký vì cái anh bạn này đấy, tôi chiến đấu thời xưa là như thế. Đấy, cho nên trong những chiến đấu thương vong với nhau rất là bình thường. À, bây giờ nhớ lại những đó vẫn thương nhau lắm. Đấy. Tôi được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Tôi vào bộ đội năm 50. Nhưng mà phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang 5 năm đến năm 1971 cơ. À, tháng 3 năm 1971 đấy. Tức là khi mà thằng Mỹ buộc phải rút khỏi Việt Nam, nó đôn quân Ngụy lên, nó làm cho cái quân đội Sài Gòn quân Ngụy là thay thế quân Mỹ. À, nó trang bị binh khí kỹ thuật mà nó làm cho cái quân đội này khi mà Mỹ rút khỏi Việt Nam, khỏi Đông Dương thì quân đội Ngụy phải thay được quân Mỹ để làm chiến đấu trên chiến trường Đông Dương. Cho nên là nó đưa quân Ngụy lên mạnh ghê lắm. Thế mà cái chiến dịch đường chín Nam Lào thì mục đích của nó là gì? Mục đích của chiến dịch đường chín Nam Lào là nó phá đường vận chuyển chiến lược của ta, phá đường Hồ Chí Minh đấy, đường 559 đấy. Thế mà phá được đường 559 thì chúng ta không có ở trong quân đội chúng ta trong miền Nam không đánh lớn được nữa. Nó gọi là chiến tranh bóp nghẹt đấy. Tức là nó diệt rồi không đưa được đạn, được gạo, được người vào thì lấy đâu nữa. Nó gọi là cuộc chiến tranh bóp nghẹt năm 1971 đấy. Đấy. Thì năm 1971 là chúng tôi được tham gia cái chiến dịch đường chín Nam Lào. Bây giờ tôi là trung đoàn trưởng rồi, ở trung đoàn 64. Thì cái chiến dịch đường chín Nam Lào chúng tôi tham gia cái chiến dịch đó thì đạt kết quả cao. Bởi vì nếu chiến dịch đường chín Nam Lào mà nó thành công, dự định của nó là tháng 2, mùng 8 tháng 2 thì nó bắt đầu nó ra Bản Đông. Mà nó kết thúc vào tháng 5 cơ. Tức nó triệt phá con đường Hồ Chí Minh của chúng ta, không còn tiếp tế được nữa. Chuyện kia nữa là chiến tranh bóp nghẹt để cho miền Nam nó diệt lực lượng giải phóng quân ở miền Nam. Đấy, mục đích chính của nó như thế. Thì nó đưa lực lượng rất là mạnh ra. Thế thì lúc đó chúng tôi tham gia, tôi trung đoàn 64 tham gia thì chúng tôi làm được cái nhiệm vụ rất là quan trọng trên cái hướng chủ yếu của nó. Tức là con đường 16 nó định chịt, nó dùng cái lữ dù 3, nó đổ quân xuống cái điểm cao 543 và giật chọc cái con đường 16A là con đường đi vận chuyển và tiếp tế trong kia. Thế thì chúng tôi tiêu diệt được cái lữ dù 3, giải phóng được đó, tổng ra tấn công ra Bản Đông cùng với lực lượng bạn là giải phóng, tức là phá được cái âm mưu của nó thực hiện cái đường chín Nam Lào. Thì cái trận đó thì trung đoàn tôi tham gia thực hiện được cái nhiệm vụ rất là quan trọng, diệt được lữ dù 3, mở tung được cái xuống Bản Đông, mà trong đó có anh Phùng Quang Thanh là anh hùng đây. Đấy, thế rồi thì có đồng chí Nguyễn Quốc Doanh anh hùng, và cái tiểu đoàn 9 chúng tôi anh hùng, và bản thân tôi là trung đoàn trưởng cũng được anh hùng. Bởi vì cái chuyện đó mình diệt hoàn toàn cái lữ dù 3 là cái lực lượng mạnh nhất của thằng địch mà giải phóng được cái tuyến đó. Nên tôi được phong tặng danh hiệu anh hùng ở cái thời kỳ đó. Thời kỳ đó tôi là thiếu tá. Sau khi xong cái đó thì tôi được phong trung tá trung đoàn trưởng. Sau khi mình đánh chiến dịch đường chín Nam Lào thì chúng tôi tiến vào Tây Nguyên. Năm 71 chúng ta vào Tây Nguyên mà. Đấy, vào Tây Nguyên thì chúng tôi chiến đấu ở Tây Nguyên cái trận mà giải phóng Đắc Tô Tân Cảnh đấy. Cái giải phóng Đắc Tô Tân Cảnh thì lớn lắm.
khi mà giải phóng được các Tô Tân Cảnh, đến bây giờ nhà nước ấy là tuyên dương là đấy là một cái công trình lịch sử quốc gia đặc biệt, trận Đắc Tô Tân Cảnh. Mà trận Đắc Tô Tân Cảnh thì trung đoàn 64 chúng tôi và trung đoàn 52 chịu trách nhiệm đánh thu hút địch ở cái tuyến bờ tây sông Poco, những cái điểm cao sông Poco ở 104, 1015, 1049. Trung đoàn 52 của anh Hồ Hải Nam đánh một cái tiểu đoàn dù của cái lữ dù 2 ở cái điểm cao 1049, và trung đoàn 64 tôi diệt một cái tiểu đoàn 11 dù của lữ dù 3. Tức là vào Tây Nguyên thì tôi lại gặp cái thằng dù lần thứ hai. Lần thứ nhất mình diệt cái lữ dù 3. Có thể nói là cái năm 71 cái trung đoàn tôi diệt cả cái lữ dù 3. Diệt cái tiểu đoàn 6 dù là một này, tiểu đoàn dù 3 là hai này, thế và tiểu đoàn pháo binh là ba này, thế và toàn bộ cơ quan của cái lữ dù 3, bắt sống cả toàn bộ cơ quan có ông lữ trưởng là đại tá Nguyễn Văn Thọ này, tham mưu trưởng là ông Đức này, thế rồi một loạt cơ quan của nó, các cán bộ tiểu đoàn gì nó bắt sống toàn bộ, bắt sống 275 người lính dù cơ mà, thì tiêu diệt cái lữ dù 3 ở cái đường 9 Nam Lào. Và vào Tây Nguyên thì tháng 4 chúng tôi bắt đầu chiến đấu là ngày 12 tháng 4. Đó. Trung đoàn 52 đánh ngày 30 tháng 4 thì đánh một cái tiểu đoàn của lữ dù 2, và trung đoàn 64 thì đánh cái tiểu đoàn 11 dù của lữ đoàn dù 3. Tức là chúng tôi gặp cái lữ dù 3 lần thứ hai ở Tây Nguyên mà diệt cái lữ dù 2. Thì khi cái lữ dù Tân Dù nó ra Tây Nguyên, nó phát hiện chúng là sư đoàn 320 vào Tây Nguyên, mà nó ra cái dãy điểm cao bờ tây sông Poco, nó thả truyền đơn, nó trên nó gọi loa, nó thách chúng tôi, nó bảo nó nghiền nát sư đoàn 320 ở trên cái tuyến này đấy. Thế cho nên là anh em ở trung đoàn 64 và sư đoàn 330 cay lắm. Đó, anh em 64 bảo xem ai nghiền nát ai. À, thế thì chúng tôi ngày 12, ngày mùng 30 thì trung đoàn 52 đánh một tiểu đoàn ở lữ dù 2. Ngày 12 thì chúng tôi đánh với tiểu đoàn 11 dù của lữ dù 3. Từ ngày 12, 10, 12, 13, 14, 15 đánh 4 ngày. 4 ngày mới tiêu diệt nó. Nó ở trên cao 1015. Nhà báo mà được đi đến cái chỗ 1015 thì phải lấy nguy hiểm quánh quyết tâm quánh. Anh em quánh nghiến răng nghiến lợi mà đánh, thương vong rất cao. Cuộc đời chiến đấu tôi chưa có trận chiến đấu nào hy sinh cao đến như vậy. Khi đánh ở đường 9 Nam Lào, cả một chiến dịch chúng tôi diệt cả một cái lực lượng lữ dù 3 mà thương vong có 208, mà khi diệt có một tiểu đoàn của thằng lữ dù 3 là tiểu đoàn 11, chúng tôi thương vong 230 người. Chúng tôi diệt nó được 500 thì chúng tôi thương vong 230, cao như thế. Nhưng mà anh em nghiến răng nghiến lợi quánh bằng được, sẽ tiêu diệt nó. Quánh 4 ngày cơ mà, thì tiêu diệt và bắt sống toàn bộ cái tiểu đoàn 11 của lữ dù 3, mà trong đó có ông tiểu đoàn trưởng ông Nguyễn Đình Bảo, người ở phố Trinh Từ Hà Nội đấy này. Đấy, chúng ta tiểu đoàn trưởng bị chết trong trận đó. Thế và một cái anh tiểu đoàn phó của họ cũng bị giết ở đấy, và coi như diệt và bắt sống toàn bộ cái tiểu đoàn hơn 500 quân của nó. Khi mà tiêu diệt ở cái điểm cao 1015 là một thắng lợi rất lớn. Cho nên sau khi giải phóng Đắc Tô Tân Cảnh thì cái trận 1015-1049 được nhà nước tuyên dương là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Nó chiếm cái điểm cao, chúng tôi đến để tiếp cận nó,
trên đường vào chiếm lĩnh 8 lần B-52 nó đánh ngang đội hình. Tôi phải 2 lần thay mũ vì mảnh đạn. Tôi có một cái mũ thay cái mũ lần thứ hai mà anh em qua đến đấy đã thương vong rồi. Thế mà đánh cái điểm cao đó, chúng tôi hy sinh. Cái nó đánh luôn vào cái chỗ quân y của chúng ta. Cái đại đội quân y chúng tôi triển khai để cứu chữa thương binh, đánh đồng chí đại đội trưởng, đồng chí Hải đại đội trưởng quân y hy sinh. Vợ ở ngoài này cũng là bác sĩ, đi vào chiến trường ấy, hai vợ chồng vừa gặp nhau xong thì là đánh đồng chí Hải hy sinh và một số anh em hy sinh. Đấy, đánh ngay vào trận địa ấy chúng tôi, nơi sở chỉ huy chúng tôi, bom nó cũng đánh vào. Cái hầm kèo ngồi như thế này, ngoài này là, ngoài đầu tiên là một đồng chí đại đội trưởng pháo binh, để theo dõi pháo bắn chi viện mà. Thứ hai là ông trung đoàn phó pháo binh, thứ ba là đồng chí cảnh vệ, thứ bốn là đến tôi, đồng chí trinh sát, thứ bốn là đến tôi, thứ năm là đồng chí cảnh vệ ngồi đằng sau tôi. Nó đánh bom B-52, bom xuyên này, thế mà quả bom nó xuyên xuống này nó nổ, thế mà cái đồng chí Ký là đại đội trưởng ấy thì cụt tay. Đấy, đồng chí trung đoàn phó thì bị vào chân. Đấy, đồng chí trinh sát không gì, đồng chí cảnh vệ trong này cũng bị thương một đùi, mà tôi lại không bị gì. Cái trận đi nó mới đặc biệt. Đấy, bây giờ đồng chí Ký vẫn nhớ, anh em tôi vẫn nhớ với nhau cái trận đi. Ký nó hỏi anh Tiến ơi, em cụt tay rồi, máu về tôi mới rút cái màn của tôi lên buộc cho nó. Trong chiến tranh ấy, chết bị thương nó bình thường. Nó như một giấc ngủ đấy, không. Có những đồng chí này. Đấy, chiến đấu như thế, ác liệt như thế nhá. Nhưng mà ngày có 2 lạng rưỡi gạo thôi nhá. Chứ không được ăn no đâu, nắm cơm bé tí như này. Buộc vào cái túi trắng, buộc vào thắt lưng ở đây này. Đấy, có những đồng chí bị thương nặng quá, không sống được nữa, biết đâu. Lấy nắm cơm của tao mà ăn. Đói đấy như thế, lấy nắm cơm của đồng chí ra, còn máu mới ăn. Đấy, đói lắm, có 2 lạng rưỡi gạo thôi mà, chứ có nhiều đâu. Thế mà cơm gạo của tôi, nắm cơm của tôi lại có đồng chí cần phụ. Nó thường nó đi với tôi, đồng chí là Lưu Đình Thiều, cứ đeo 2 nắm cơm, 2 thầy trò với cái ba lô. Hôm ý ngồi tối đêm nghỉ 15 phút ở trên dọc đường thì anh em nó ăn trộm cơm của nhau cơ. Thế đồng chí Thiều khóc, thủ trưởng ơi, cái gì? Nó mổ mất 2 nắm cơm của rồi nó khóc, tôi bịt mồm mà không được nói, thương anh em quá, nhưng biết làm nào. Đấy, ăn trộm cơm của nhau, đói quá mà. Thế mà mỗi người trước đeo là 7 cân gạo nhá. Một cái túi dù tượng đeo 7 cân gạo, bây giờ chỉ còn có đeo có 3 cân thôi. Ăn đói lắm. Cái nghi binh này nó ly kỳ lắm. Mà đến bây giờ tôi mới nghĩ ra tại sao mình lại nghĩ được như thế nhỉ? Đấy. Tôi làm trung đoàn trưởng trung đoàn 64, chiến đấu rồi. Nhưng đến khi mà vào chiến dịch Tây Nguyên năm 75, thì tôi lại được về làm trưởng phòng tác chiến ở mặt trận. Thế mà tư lệnh mặt trận bây giờ là ông Vũ Lăng. Ông Vũ Lăng giỏi lắm, ông này ông thiếu tướng, tư lệnh giỏi lắm. Thế và người trực tiếp chỉ huy chiến dịch Tây Nguyên là ông Văn Tiến Dũng. Đấy. Thế thì còn chính ủy trong đảng Vụ Hiệp, sau này thành Hoàng Minh Thảo thay Vũ Lâm làm tư lệnh. Thế thì chuẩn bị cho chiến dịch Tây Nguyên năm 75 thì bây giờ thằng địch quân nó còn đông lắm, 1.030.000 quân mà nó giữ Tây Nguyên mạnh lắm. Mà nó tập trung 2 cái sư đoàn rất mạnh là sư đoàn 52, sư đoàn 53 ở trên Bắc Tây Nguyên, tức là Pleiku và Kon Tum. Nhưng mà Nam Tây Nguyên là Buôn Ma Thuột
tức là Đắk Lắk đấy, thì nó sơ sài hơn. Nó chỉ để có một trung đoàn, là trung đoàn 53, là trung đoàn 53 của sư 53. Nó giữ đấy, chỗ đó sơ hở nhất. Mà lại Buôn Mê Thuột, tức là Đắk Lắk là cái trung tâm chính trị của Tây Nguyên. Thế thì chiến dịch Tây Nguyên mà muốn diệt giải phóng Tây Nguyên á, thì phải đánh với sư đoàn 52 và trung đoàn 53. Sư đoàn 53 đấy là sư đoàn, nhưng còn lực lượng bảo an dân vệ của nó thì mấy vạn, cho nên rất là phức tạp. Đánh được nó không phải là dễ, mà máy bay B-52 các thứ một cái nó sẵn sàng. Thế thì đánh vào chỗ nào tốt nhất? Thì đầu tiên là chuẩn bị, chỉ có là đánh Tây Nguyên là đánh như này. Đầu tiên phải mở thông con đường ở khu vực Đức Lập thẳng xuống nối với miền Đông Nam Bộ. Từ Đông Nam Bộ đánh như thế, lúc đó mới quật lên với giải phóng Tây Nguyên. Đấy là một lần. Cái đó bộ đã chỉ tạo cho chúng tôi chuẩn bị, mà định mở vào tháng 2 năm 1975 thì đã chuẩn bị rồi. Đấy, cho nên là với có cái quyết tâm của chiến dịch là 275 là như vậy. 275 là chính tôi viết, vì tôi là trưởng phòng tác chiến mà, thì chuẩn bị chiến dịch 275 là cái chiến dịch đó. Nhưng mà xong đó, bộ nghiên cứu rất kỹ, tức là Bộ Chính trị Quân ủy Trung ương nghiên cứu kỹ và thấy rằng đánh vào Buôn Mê Thuột mới là quan trọng, vì nơi yếu nhất của nó chỉ có một trung đoàn thôi. Mà nếu mình chiếm được đấy thì hai cái thằng trung đoàn 52 và trung đoàn 53 ở sư đoàn 52, 53 nó mạnh ở trên phía Bắc này à, thì nó phải xuống nó chi viện, thì mình quánh thằng viện này là tốt hơn. Vậy thì làm như thế nào để mà khi mình cơ động lực lượng xuống mình đánh ở dưới Buôn Mê Thuột thì hai thằng ở trên này cô lập được nó, ta giải phóng Buôn Mê Thuột rồi, lúc đó ta phải đánh hai thằng này. Đấy, nó bất ngờ như vậy. Thế thì với tính rằng nếu như thế thì phải lừa nó. Thì lừa như thế nào? Đấy, lừa như thế nào để mà thằng địch mình cơ động lực lượng xuống đánh ở Buôn Mê Thuột mà thằng địch không biết. Đấy. Thế mà con đường từ Bắc Tây Nguyên xuống Buôn Mê Thuột 300 cây số. 300 cây số đường rừng, phải đi qua sông suối các thứ mẹ gái. Mà thằng địch nó cũng nói, nó tại sao nó thằng địch ở Buôn Mê Thuột nó chỉ để có một trung đoàn 53 thôi. Vì nó thấy là 300 cây số mà cơ động lực lượng chủ lực à, của quân giải phóng xuống đi đường nào, đi lộ mình phải biết, nó phải biết nó đánh chứ, đi qua sông suối như thế, đi phải xe tăng pháo binh các thứ rất nhiều, lực lượng hàng mấy vạn quân mà đi làm sao mà không lộ. Thế cho nên thằng địch nó yên chí là nó chỉ để đó một trung đoàn thôi, còn tất cả nó lực lượng nó sẵn sàng ở trên này. Bởi vì năm 71-72 mình đã đánh nó ở trên này rồi, cho nên nó sẵn sàng, nó vẫn đón mình, nó đánh chủ lực với mình ở trên Bắc Tây Nguyên. Đấy, thế thì làm sao để lừa được nó? Đấy, với tính là thế thì lừa nó, lừa như thế nào để mình đưa lực lượng chủ lực xuống được? Lừa làm sao để mình làm một đường, lừa được thằng địch để mình làm được con đường cơ động qua sông suối từ Bắc Tây Nguyên xuống Nam Tây Nguyên. Đấy là một cách lừa để làm một đường. Cách lừa thứ hai là lừa làm sao để mình đưa một cái lực lượng mấy chục vạn quân đó, 5 sư đoàn đó, mỗi sư đoàn 1 vạn 3.500 quân đấy, 5 sư đoàn xuống đấy, hơn 5-6 vạn quân đi xuống đây đó, mà bằng nhiêu là xe tăng pháo binh đưa làm sao, thế thì lừa như thế nào? Đấy, lừa thế nào để mà thằng địch nó không biết mà ta đi xuống được đó. Cái thứ hai, lừa làm sao để mà tất cả những đoạn đường mình cắt mà nó không biết. Đấy, thế thì mới nghĩ ra, thế thì phải có kế hoạch lừa nó. Thì lừa bằng cách nào à, thế thì chỉ lừa bằng cách này. Lừa cách thứ nhất là lừa vào thông tin liên lạc. Đấy, thông tin liên lạc là những cái hàng ngày
ngày ta với địch là vẫn theo dõi nhau, cái đánh đánh cái thông tin 15 mét đường rời mà manip mình tạch tè mà, thế thì đánh tạch tè thì quen rồi, anh nào đánh với nhau nó cứ theo dõi, nó theo dõi nhau, thằng nào tịch tè nặng nhẹ các thứ nó biết, nó nghe thấy tịch tè nó biết ở sư đoàn mấy đây, thằng ấy thằng gì rồi. Thế cho nên là những cái hàng ngày cái máy mà phóng lên rời, những cái anh mà ở kíp đó để nguyên chi, cái máy để nguyên chi hàng ngày vẫn phát tin cho nhau, nhưng mà tin đó là tin giả, có chữ B, thống nhất với nhau là khi nào có chữ B tức là tin không sử dụng, không có chữ B tức là tin sử dụng đấy. Thế đấy là nghi về cái thông tin trời nha. Nghi cái thứ hai, nghi lừa nó cái thứ hai là đường dây thông tin. Đường dây thông tin thì ngày nào nó chả có những cái thám báo nó đi, đường dây đến các đơn vị vẫn để nguyên, vẫn để nguyên, tức là vẫn thấy, nó vẫn thấy đường dây, tức là đơn vị vẫn cũng nó vẫn ở đấy. Thế đường dây thứ hai. Thứ ba là các trận địa pháo, các trận pháo thì vẫn để nguyên chi, vẫn làm trận địa, vẫn đấy các thứ mọi cái. Thế trận địa pháo vẫn để nguyên chi như vậy. Thứ ba, thứ tư là lừa bằng dân. Dân thỉnh thoảng mình đưa tin đồn, lúc nào mà thấy nó mình lại đưa tin đồn là kỳ này quân giải phóng đi đánh này, thế là rủ nhau đi làm đường, làm trận địa cho ấy này. Thứ tư là lừa bằng cách là động cơ, tức là hàng ngày hàng tối vẫn có những cái tiếng động cơ của xe tăng, xe bắn chích, nó điều động các thứ mọi cái ở trên các trận địa cũ vẫn cứ để nguyên chi như thế. Thế là cái hệ thống mà lừa là phải lừa nó như thế. Đấy là khi mà địch nó ấy nó phát hiện, nó vẫn thấy thông tin nó vẫn đánh nhau nhau như thế, đường dây nó vẫn để như thế này, thế mà dân vẫn rủ nhau đi làm đường trận địa các thứ, nó ngày nó vẫn tăng cường. Thế trong khi mà vẫn như thế thì lực lượng của mình bí mật cơ động xuống phía Nam Tây Nguyên và ta làm con đường đấy, lừa cách là lừa, ta lừa như thế đấy, lừa nó là như vậy. Thứ hai, lừa được như thế rồi nhưng mà điều quan trọng là cắt đường cơ, tức là khi ta đánh ở dưới Buôn Ma Thuột thì thằng địch có muốn cơ động bằng ô tô cơ giới thì bị cắt hết, từ Bắc Tây Nguyên xuống những các đoạn đường đều bị cắt cả, không xuống được. Cắt con đường từ Bắc Tây Nguyên mà xuống Nam Tây Nguyên là các đoạn bị cắt, giao cho các sư đoàn cắt trả noi. Thế và cắt đường từ Duyên Hải, tức là Phú Yên, Khánh Hòa là ngược lên, là mình cũng cắt, nó không cơ động được. Thế để là cô lập cái Buôn Ma Thuột. Bên Buôn Ma Thuột là khi mình đánh là chỉ có một cái trung đoàn 53 ở đấy thôi, còn sư đoàn 52 và sư đoàn 53 và lực lượng chủ yếu của nó vẫn ở trên Bắc Tây Nguyên. Đấy, cách lừa là phải lừa làm sao được như vậy, mà lừa chính xác cơ. Thế thì bắt đầu là chiến dịch là định mở vào đầu tháng 3. Mà mình lừa nó từ tháng 11 năm 1974 cho đến mùng 10 tháng 3. Lúc đó mình mới đánh Buôn Ma Thuột, lừa nhau dài như thế, giằng co. Cho nên cái chiến dịch Tây Nguyên chính là cái chiến dịch lừa nhau để lập thế trận, lừa được để lập cái thế trận. Cho nên lập chiến dịch Tây Nguyên là rất công phu.